Chào các bạn, chúng ta tiếp tục giải nứt số 2, vòng 13 khối 8. Trước khi giải cái bài này, thầy xin nhắc lại là các em theo dõi trang web của thầy, thì thầy đã định lịch để mở khóa V83. Thì các em theo dõi để đăng ký luyện trong Tết ha. Để sau Tết là mình chuẩn bị đánh cái trận đánh cuối cùng là thi dòng huyện và dòng tỉnh. Thì khóa học V83 này sẽ phục vụ cho hai cái cấp này luôn. Hai cấp này nó cách nhau chỉ có một tuần 10 ngày gì thôi. Đó, nên là các em cố gắng. Nếu thuận lợi thì các em tham gia đi. Đừng có tiếc gì hết ha. Học phí thì cũng như hai khóa trước thôi. Chẳng có bao nhiêu cả. Lan tỏa kiến thức là chính thôi. Bài làm đầu tiên. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhiều cái đề mới và khó để rút kinh nghiệm. Câu 1. Cái này ta làm ở nít trước rồi. 2 mũ 2. 2 mũ 2. 2 x 5 là 10. Như vậy ta cần 10. 10 vô đây là thành số nguyên thôi. A là thành 2 mũ 2 là chính phương rồi. 2 x 5 là 10. Vậy cần thêm số 10 nữa. 3 chữ số tận cùng của 2 mũ 100 là cái nít trước thầy giải rồi nha. Nít 1 thầy giải rất kỹ luôn. 376. Các em quay lại cái nít trước. Coi cái cách giải của thầy ha. Câu số 3, A bằng 5 thì chỗ này 25. 60 trừ 25 là bằng 35 và chia cho 5. Vậy B bằng 7. Dễ quá trời. Câu 4 thì cái này bấm máy cho nó khỏe cho rồi. 1 cộng 8 cộng 27 tất cả chia cho 36 bằng 1 em. Cái này ở nít trước cũng giải rồi. 2016 cái em chia cho 4 thì được 504 bộ. Mỗi bộ có 4 số 1 2 3 4. Như vậy là 1 2 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là bằng 10 mà có 504 bộ như vậy. Vậy là 5040. Câu 6. Bấm máy luôn cho khỏe. Như vậy là ở trên là 2 nè, nhân cho 3 mũ 2016, máy nó treo thì mình tính bằng tay. 3 mũ 2015 cộng cho 3 mũ 2017. Máy treo liền ha. Như vậy bây giờ bài này ta sẽ làm bằng biến đổi toán học thôi. Không thể trông chờ vào đâu nữa đúng không? Suy nghĩ một xíu. Cũng dễ thôi các em. Ở trên tử là 2 x 3 mũ 2016. Hai lần á. Còn ở dưới là thầy rút 3 mũ 2015 ra làm nhân tử chung. Thì trong còn 1 cộng 3 mũ 2. À. Vậy tiếp tục ở trên thầy tách thành 3 mũ 2015. Thì nhân cho 2 nhân cho 3 là bằng như cũ. Còn dưới là 3 mũ 2015. Rồi nhân cho 10. 3 mũ 2 là 9, 1 là 10. Rút gọn đi. Cuối cùng nó còn 2 x 3 là 6 phần 10 là thành 3 phần. 3 phần 5. 3 phần 5 tức là 0,6 đó. À đây có 3 phần 5 nè. Câu hỏi số 7. Thứ này sẽ bằng 100. À, các em tính đi. Ra 100. Căn 16 là 4. 4 x 16 lại bằng 64, vậy bằng 8. Câu số 9. P các em lấy bằng 3 cho thầy. 3 mũ 4 là 81. 81 cộng 2 là bằng 83. 83 kiểm tra coi phải số nguyên tố không? Dùng kỹ thuật V81. Số nguyên tố luôn. Vậy là số 3 các em. Số 15 là phải số nguyên tố. Mình chọn luôn rồi. Thử chi cho mệt. Chưa có câu nào gây khó khăn cho mình ở cái nít số 2 này hết.
con rắn. 4 mũ ít đó là 4 mũ ít. Còn 64 đó là 4 mũ 3, đúng không? 4 mũ 3 tất cả mũ 2 là thành 4 mũ 6. Vậy ít bằng 6 em. 4 mũ 6 thử lại coi cho anh chắc. Rồi 4096. 64 bình. 4096 luôn, đúng bằng 6. Con chuột. Cái bài này thầy giải nít trước rồi các em nhé. Hình vuông thì hai cạnh phải bằng nhau. Như vậy là x cộng 16 là bằng 3x, vậy x sẽ bằng 8. X bằng 8 thì cạnh sẽ bằng 3 x 8 hoặc là 8 cộng 16, tức là 24. Vậy chu vi sẽ là 24 x 4. 96 em. 96 cm, con rồng. Biết số nguyên x. Thỏa mãn 3x cộng 1 là số chẵn. Thì cũng dễ hiểu thôi các em. X không thể nào là số lẻ, số chẵn được. Bởi vì x là chẵn thì nhân 3 sẽ là tạo thành số chẵn. Chẵn cộng 1 thì ra lẻ. Vậy x phải lẻ. Bắt buộc x phải lẻ. Và khi x là số lẻ thì mình chọn coi đáp án nào ở dưới. X là chẵn là không được nghe. Chẵn nhân 3 là thành chẵn cộng 1 lại thành lẻ không được. Mà đề cho là 3x cộng 1 là chẵn mà. X bắt buộc phải lẻ. X lẻ trừ lẻ là ra lẻ nè. Đây số này lẻ nè. Đó. X lẻ thì trừ lẻ sẽ ra chẵn nhé. Còn 2 nhân x sẽ ra chẵn. Vậy hai cái này là chẵn hết. Rồi lẻ cộng 5 lẻ là cũng thành chẵn như vậy cái này. Không? Đây là số lẻ kìa. X lẻ nhân 7 là sẽ thành lẻ. Lẻ cộng 10 chẵn là thành số lẻ. Con khỉ. Số này được viết thành tích 3 số nguyên dương. Mỗi số có 2 chữ số. Vậy các em dùng kỹ thuật phân tích thành thừa số nguyên tố mà thầy đã dạy ở trong khóa học về V81. Phân tích nhanh. 636 405. Mình phân tích nhanh nha. 636 này 405 này. Như vậy là nó sẽ bằng 3 x 5 x 7. 3 x 5 x 7 3 x 5 x 7 x 11 x 19 x 29. Đó. Bây giờ mình sẽ tách nó thành tích của 3 số nguyên dương. Mỗi số có 2 chữ số. Vì vậy là có nhiều cách tách lắm nha. Viết được thành tích của 3 số nguyên dương. Mỗi số có 2 chữ số. 3 nhân 5. Bây giờ các em lấy 19 mà nhân với 11 là không được nè. Nó thành 3 chữ số mất. 29 mà nhân 11 cũng không được nè. Nó ra 3 chữ số. Như vậy là nếu 19 có nhân thì nhân với 3 hoặc 5 hoặc 7 thôi. 19 nhân 7 thử coi. Ra 3 chữ số không được. Vậy 19 1 là đứng yên, 2 là nhân với 5 hoặc 3 thôi. Đó. 11 là 2 chữ số rồi. 11 x 7 cũng được, nhân 5 cũng được, nhân 3 cũng được. Còn 19 với 29 là đứng yên. Hoặc là nếu nhân thì 19 chỉ được nhân với lại 5 hoặc là nhân với 3 thôi. Chứ nhân với 7 là ra 3 chữ số. 29 thì càng quậy nữa, càng lớn hơn nữa. Rồi 19, giờ thầy băn khoăn cái chỗ này nè. Bây giờ cho 19 nhân với 5 đi. Cho 19 nhân 5 là thành 95. Lúc đó là 3 nhân 7 nhân 11 là
lại thành 3 chữ số là không được rồi. Vậy 19 là chỉ được nhân với 3 thôi. 19 nhân 3 thì bằng 57. 19 mà gộp với 3 thì thành 57. Thì lúc đó 3 số này gộp lại, 5 x 7 x 11 là thành 385, là vượt 2 chữ số mất rồi. Vậy tóm lại là số nhỏ nhất, số 3 này, các em nhân cho 29 là ổn nhất. 3 x 29 thì vẫn là bằng 87 thôi. Như vậy là 3 x 29 là bằng 87. Rồi thầy cho 19 x 5 thì thành 95, vẫn ổn. Rồi còn 7 x với 11 thì nó thành 77. Cái này có vẻ ổn nhất nè. 77 nhân 95 nhân 87. Đúng luôn. Rồi giờ mình cộng 3 số lại. 77 cộng 95 cộng cho 87. 259 nè. Nó chỉ có một cách này thôi. Hết đường rồi. Con heo. Thầy vẽ hình nhanh. ABCD là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật đâu? Đây. Trên cạnh AB lấy điểm E. A nè, B nè, C và D. Lấy một điểm E trên cạnh AB. Sao cho tam giác DEC vuông. Vuông các em. Rồi nhìn có vẻ vuông rồi đó. DE bằng 3, EC bằng 4. DE bằng 3 nè, EC bằng 4 nè. Vậy DC sẽ bằng 5. Theo định lý Pythagore, 3, 4, 5 phản xạ thôi. DC sẽ bằng 5. Khi đó độ dài AD là mấy? Muốn tính độ dài AD thì các em kẻ đường cao từ E xuống. Chỗ này thầy gọi là EF đi. Thì EF á, nó sẽ bằng AD. Đúng không? Vậy muốn tính AD các em tính EF thôi. Mà muốn tính EF thì cũng dễ thôi các em. Các em nhìn nè. Diện tích của tam giác DEC là nó bằng 1/2, nó bằng 1/2 DE nhân EC, tức là 1/2 nhân 3 nhân 4. Ngoài ra nó cũng có thể là bằng 1/2 đường cao EF nhưng cho cạnh tương ứng là DC, tức là 5 đó. Theo lý Pythagore bằng 5 ha. Như vậy từ đây kem suy là 3 x 4 sẽ bằng EF x 5, mà EF cũng bằng AD thôi. Đó, từ đây kem suy ra AD rồi đó. AD sẽ bằng 3 x 4 chia 5. 3 x 4 là 12, chia 5 thì được là 2,4. AD bằng 2,4. Đây, đáp án này. Con ngựa. Mẫu chung của hai phương thức này. Phân tích thành nhân tử đây, x trừ 1, x cộng 1. Bên kia là x nhân x cộng 1. Vậy mẫu chung là x nhân x bình trừ 1. Đây, x nhân x cộng 1 nhân x trừ 1. Đó là mẫu thức chung. Con mèo đi cái tướng kỳ cục rồi. Rồi, bài này nhìn có vẻ rầm rộ ha. Không sao. 4x trừ 2y cộng 3 là bằng 3x cộng cho 3y và y bằng 1. Y bằng 1 hả? Trời ơi, thay vô tính thôi. Y bằng 1 thì chỗ này bằng 3. Y bằng 1 chỗ này bằng 2. Rồi 4x trừ 2 cộng 3 tức là thành 4x cộng 1. Còn bên này là 3x cộng 3. Vậy từ đây suy ra x sẽ bằng 2. Trời đất, nó lãng xẹt kìa.
x bằng 2 các em. Thử lại coi đúng không? X bằng 2. 2 4 là 8, 8 cộng 3 là 11, 11 chia 2 bằng 9. Bên này y bằng 1 là 3. Nè, 6 9 đúng luôn. Con trâu. Hình thang có hai đáy là 6 và 8 thì đường trung bình là 6 cộng 8 chia đôi là bằng 7. Con dê. Ta vẽ hình nhanh thử coi. Cho tam giác. Tam giác có tên là ABD, AC là phân giác. ABD, AC là phân giác của góc BAD. Phân giác hai bên này bằng nhau. Tên A, B, CD. Rồi. Góc ABC là bằng 2X. Chỗ này bằng 2X nè. Góc ADB là bằng X. Đây 2X. Góc BAC là bằng Y. Đây là Y ha. ACD là 100. ACD là 100. Vậy nếu ACD là 100 á, thì cái góc kề bù bên cạnh là sẽ bằng 80. Rồi. Như vậy bây giờ các em sẽ có hai công thức sau đây. Cái góc 80 này là góc ngoài của tam giác ACD, như vậy nó bằng tổng hai góc trong kề bên nó. Như vậy là x cộng y sẽ bằng 80. Tương tự, một góc 100 độ này là góc ngoài của tam giác ABC, vậy nó bằng tổng hai góc trong kề trên nó. Vậy là mình có 2x cộng y là bằng 100. Rồi em nào mà học khóa học V81 rồi thì các em sẽ biết chức năng giải hệ phương trình ha. Thì mình sẽ giải nhanh bằng hệ phương trình 1, 1, 80, 2, 1, 100. Vậy là x sẽ bằng 20, còn y là bằng 60. Nếu chưa học khóa học đó thì hơi mệt đó. Nếu chưa học khóa học đó thì các em bắt cầu y sẽ bằng 80 trừ x. Còn ở dưới này là y sẽ bằng 100 trừ 2x. Rồi bắt cầu hai cái này bằng nhau thì ra sẽ có x sẽ bằng 20 luôn ha. Cho 80 trừ x bằng 100 trừ 2x đó, là giải được x bằng 20 thôi. Thực hiện phép tính này. Cái này thì bắt buộc kem phải dùng kỹ thuật trong khóa học V82 thì làm mới nhanh được. Trong V82 thầy dạy các em cái cách phân tích thành nhân tử một cách nhanh chóng ha. Các em xem lại bài giảng số 2, số 3 gì đó ở trong khóa học V82 ha, để phân tích cho nhanh. 5x mũ 2 cộng 38x cộng 4 dùng kỹ thuật trong khóa học V82. Mình sẽ cố gắng phân tích các đa thức này thành nhân tử nếu được. Nhưng mà cùng mẫu rồi các em. Cùng mẫu thì ta cộng tử dưới mẫu, thầy lại tưởng đây phép nhân nhé, đây phép trừ mà. Vậy trừ tử dưới mẫu luôn. 5x mũ 2 trừ x mũ 2 là thành 4x mũ 2 nè. 38x trừ 4x là thành 34x nè. 4 trừ 2 là thành 2 nè. Ở dưới là thành 2x mũ 2 cộng cho 17x cộng 1. Rồi giờ mình đi phân tích theo kỹ thuật V82 ha. Ở trên á,
là mình rút 5 trừ 1 là 4, 38 trừ 4 đúng rồi. Rồi phân tích nhanh coi. 4, 3, 4, 2. Đây không phân tích được ta. Ở dưới mẫu có phân tích được không? 2, 17, 1. Nghiệm của nó không đẹp. Như vậy là không phân tích được. Thì mình để ý cái đặc thù của cái bài này. Thì các em để ý 4 là gấp đôi số 2, 34 gấp đôi số 17, 2 gấp đôi 1 đúng không? Vậy ở trên nếu mình rút 2 là nhân từ chung thì cái phần còn lại ở trên á nó sẽ ra cái mẫu luôn nha. Nó sẽ ra cái mẫu luôn. Đó. Như vậy rút gọn nó ra 2. Đừng để điểm rơi. Cho tam giác cân ABC, các em vẽ hình. Có góc A 30 độ. Trong tam giác ABC dựng tam giác BCD đều. Cái này làm ở đích 1 là nha. Tính góc ABD. Góc ABD thì sẽ bằng góc ABC trừ cho 60 độ ha. Góc ABD này, thì sẽ bằng góc ABC trừ cho góc DBC. Em vẽ hình xong em sẽ thấy thôi. Góc ABC ấy, thì em lấy 180 trừ 30 chia đôi là bằng 75. Rồi trừ cho 60 độ tam giác đều mà. Vậy sẽ ra là 15. Cái này thì ra là 23 cộng 57 là tất cả bình 80 á, 5864 6400. Trên đoạn thẳng AB, trên đoạn thẳng AB các em lấy điểm M trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng tam giác đều AMC. Giác đều AMC với lại tam giác đều MDB. Tam giác AMC đều và tam giác MDB cân tại D. Cân nha. A, B. Tam giác đều AMC. M nằm trên đỉnh BD. Dựng một tam giác cân nè. Sao cho góc B bằng 40 độ. Rồi. Cỡ này đi. Cho đoạn thẳng AB. Lấy M trên cùng nửa mặt phẳng AMC đều. MDB. Rồi dễ ẹt hết trời. Góc B bằng 40 thì góc M chỗ này bằng 40 nè.
hù dọa nhau không à. Rồi góc bên cạnh là 60, tam giác đều mà. 60 với 40 hai bên kẹp giữa nè. Vậy cái góc CMD sẽ bằng 80 thôi. Trời, hù dọa nhau không à. Nếu cái này bằng 2 thì cái này bằng mấy? Thì các em dùng chức năng tìm x rồi tính luôn cho nó khỏe đi. Đúng không? 2 nhân cho x cộng 3 thì bằng 1. Từ đây các em tìm x cho thầy. X nó sẽ bằng trừ 2,5. Và sau đó các em lấy 1 chia cho x cộng 5. Nó bằng 2/5 các em. Hai x mũ 2 bằng 9x trừ 4. Thì từ đây mình tìm x luôn cũng được, dùng chức năng trong khoa học V81 á. 2x mũ 2 nè, hai x mũ 2 trừ 9x cộng 4 bằng 0. Rồi, em tìm x cho tôi. X nó sẽ ra liền, ra 0,5. Vậy 2 nhân x sẽ bằng 1 kìa. Còn tại sao ra 0,5 nhanh như vậy? Thì các em xem lại khóa học V81, V82 nha. Thầy dành thời gian để giải những bài khó thôi. Cho hình chữ nhật. Bài này thầy đã giải ở nít số 1 hoặc là nít số 3 gì đó rồi. À, nít số 1, chính xác là nít số 1 luôn. Dùng diện tích tam giác để giải. Cuối cùng x sẽ bằng 30 nhân 40 chia cho 50. Tức là trong tam giác vuông á, thì tích hai cạnh góc vuông sẽ bằng đường cao nhân với cạnh huyền. Cái kiến thức cơ bản đó thầy dạy rất kỹ trong V82 các em nha. Coi lại đi. Cái bài này thầy giải ở trong trong cái khóa học. Đâu có, cái này thầy giải ở trong nít số 3 rồi chứ. Thầy có thể giải một lần nữa cho các em xem. FK nó sẽ bằng là K mũ 2. FK là bằng K mũ 2 trừ 3K trừ 5. Và theo đề thì nó bằng K. Như vậy từ đây các em có là K mũ 2 trừ 4K trừ 5 bằng 0. Và từ đây các em dùng chức năng giải phương trình bậc 2 ha. Các em sẽ tìm được K bằng trừ 1 và K bằng 5. Chức năng giải phương trình bậc 2 trong khóa học V81. Ở đây người ta đòi x à, K không âm thì ta chọn K bằng 5. Giả sử người ta đòi K âm á, thì các em chọn trừ 1 cho thầy. Cái bài này thầy giảng rất kỹ ở nít số 3 rồi. Đúng không? Ở nít số 3 thầy giảng rất kỹ kìa. Còn nếu rảnh, ở đây cũng đang rảnh mà phải không? Thầy giảng lại nè. 17/3. Các em tách ra là bằng 5. Cộng cho 2/3. Không tính thử đi. Mà 5 cộng 2/3 thì nó bằng 5. Cộng cho 1/3/2. Tiếp tục 1/3/2 thì thầy lại tách thành 1 cộng cho 1/2. Như vậy n của mình á chính là 1 nè, còn m chính là 5, còn p chính là 2. Người ta hỏi n ta trả lời 1 ha. Số dư khi chia cái này cho 210 sẽ là 1. Cái này các em thay vô các em thử. Còn nếu giải bằng toán tự luận á, toán học sinh giỏi á, thì đây là một bài cũng khá là khó đó ha. Các em sẽ phân tích 4 hạng tử đầu thành nhân tử.
nó gồm có nhiều số nguyên liên tiếp chia hết cho 210. Mà đây là toán viên bích thì mình dùng kỹ thuật thầy dạy trong V81, kỹ thuật tiềm dư. Nó ra nhanh lắm. Ngồi đó mà mần mò hết giờ mất. Vẽ hình tam giác ACB, cân tại C, AC bằng 7, CB bằng 7. Lấy D trên AB sao cho AD bằng 8. AD bằng 8. 7, 7. AB. D trên AB sao cho cái bằng 8. AD bằng 8 này. CD bằng 3. Góc CDA bằng 60 độ. Tính độ dài BD. Và nhìn có vẻ rối nhỉ. Tam giác ACB cân tại C. Bài này thì nó cũng mang tính hù dọa thôi các em. Giờ thầy sẽ vẽ tam giác cân như các em coi ha. Đây tam giác cân nó đang nằm đây luôn. Rồi tam giác cân. Rồi lấy một điểm D trên này nối lại. Cho góc này 60 độ nè. Đặt tên ABCD. A. B. C. D. Rồi đây 60. Rồi đây bằng 7. 7. 7. 8. CD thì bằng 3. Rồi giờ thầy kẻ đường cao xuống. Từ C thầy kẻ đường cao xuống thì ra một tam giác vuông có góc 60 độ. Như vậy theo kiến thức thầy dạy thì cái tam giác này nè, tam giác CED là nửa tam giác đều em nhé. Tam giác CED là nửa tam giác đều. Coi lại V82 giùm thầy. Thì CD bằng 3 thì ED sẽ bằng 1,5. AD là 1,5 ha. AD mà 1,5 á thì lúc đó là AE sẽ bằng 8 trừ 1,5 thì nó bằng 6,5. AE bằng 6,5 thì EB cũng bằng 6,5. EB bằng 6,5 thì BD sẽ bằng 6,5 trừ 1,5. Vậy tóm lại là DB sẽ bằng 5. Hết phim. Vậy ha, DB bằng 5. Vậy là giả thiết 7 cm mình dùng tới kìa. 5. Nộp bài. Rồi như vậy thầy đã giúp các em giải xong một nick nữa ha. Các em đăng ký ngay khóa học V83 đi. Đăng ký ngay cho thầy. Nếu đã đậu vòng trường đừng có tiếc ha. Không có bao nhiêu tiền. Thầy chỉ dạy để lan tỏa kiến thức thôi chứ tiền có bao nhiêu đâu. Nếu các em học các cái khóa học này ở những nơi của Bộ Giáo dục đó, thì họ lấy học phí rất là cao ha. Còn đây thầy chỉ lấy gọi là thôi, để duy trì cái mạng để giao tiếp với các em thôi. Rồi hẹn gặp lại các em ở cái nick tiếp theo. Bye bye.